Rồi quý vị ơi, tiếp theo là bonsai 1965, 6 cây tổng hợp 350k bao ship toàn quốc. Anh nào quen thì ship code lạ chuyển khoản nha quý vị. Ba tỉnh Đắk Lắk, Đà Nẵng, Quảng Nam, ba tỉnh đó là không giao hàng được nha. Đó, rồi tôi nói trước nha. Rồi giờ tôi quay cái này là 6 cây nha, đây dưới này 1 cây nữa nè, cây này cây chả Phúc Kiến giống mới nha, còn trên này là 5 cây, nó có 2 cây hồng ngọc mai. Rồi giờ tôi ngồi gần lại tôi quay từ cây cây, sáng có làm gì buồn, bán bậy chơi, mưa quá, nay áp thấp nhiệt đới bão gì đó quý vị ơi. Đây là cái cây lá tứ đuôi chồn, đó, một một em. Đây là cây hồng ngọc mai uốn uốn éo chỉnh sửa rồi nha, tại mưa quá này, nước mưa nó dâng lên sình bùng không nè. Đó cái tàn ở đây nè, cái đọt này nó dài dài là nó nhú bông liền á nha quý vị. Đó, 2 cây. Đây cây sơn liễu nha, là 3 cây nha. Đó, sơn liễu này già nua dữ lắm rồi quý vị ơi, cái này là cái loại dâm cành không à, chứ không có chiếc nhánh. 3 cây, cây này vô cái chung uống trà có nhật rồi nè. Đó, mấy cái chung này tôi mua từng cái nha quý vị, chứ không phải mua ký lô đâu nha. Đó, bây giờ 1 kg đồ nhật cũng 50.000 nữa nha, chưa tính tiền xe nha. Nhưng mà những cái này là mua bằng bằng từ cái nha, ví dụ cái này mua 10.000 cái ở đây chứ không phải 1 kg đâu à. Đó, vô cái chậu nè. Đó, có mấy anh em đăng ký lô có 15.000 à. Đó, đi kiếm mấy ông đó hỏi địa chỉ đâu mua. Tôi mua giờ 50.000 ký rồi mà không có cái loại này đâu, cái này ở đâu mà làm gì có 1 kg mà bán cho quý vị vậy, 1 kg biết nhiêu cái bán ra tụt quần luôn à, sặc máu mũi luôn à. Đó, đây là cái cây sam hương lỗ banh sát luôn à. Rồi đây là cái cây trà Phúc Kiến giống mới nha. Rồi tổng cộng 6 em 350k bao ship toàn quốc, anh nào quen ship code lại chuyển khoản nha. Rồi Đắk Lắk, Đà Nẵng, Quảng Nam, ba tỉnh không giao hàng được. Rồi xuống luôn.